Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc gặp một cái ca tư vấn. Một cái ca tư vấn tương đối là khó. Khó vì cái dự kiện họ đưa ra nó mình sẽ không biết cái ý chí của người để lại di chúc là như thế nào. Đây là một cái tờ di chúc quý vị và các bạn ạ. Vì lý do bảo mật cho nên tôi không có cho quý vị và các bạn xem. Một cái tờ di chúc này được lập ở Ủy ban Nhân dân xã vào năm 1999. Trong cái tờ di chúc thì về phía nhận định của luật sư thì tôi cho rằng cái di chúc hợp pháp. Thì vì cái di chúc lập vào năm 1999 cho nên thì chúng ta sẽ áp dụng bộ luật dân sự năm 1995 để áp dụng vào. Thì theo quy định của bộ luật dân sự năm 1995 thì di chúc là thể hiện ý chí của người để lại tài sản cho người khác sau khi chết, đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên là cái khó khăn, cái cực nhất của cái tờ di chúc này đó là không có định đoạt về phần quyền sử dụng đất, đất nó nằm, mà chỉ nói về phần nhà, công trình trên đất và động sản. Thì về mặt nhìn nhận thì quý vị và các bạn biết rồi, đây là di chúc được viết có hai người làm chứng và xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã. Thì tại thời điểm đó tôi cho rằng cái di chúc này hợp pháp. Vì tuân theo cái quy định của pháp luật về mặt hình thức, di chúc bằng văn bản có hai người làm chứng. Tuy nhiên về mặt nội dung thì khó quá. Khó vì không biết ý chí của cái người để lại di chúc như thế nào. Ở đây thì chúng ta biết rồi, nhà thì được xây trên cái quyền sử dụng đất. Ví dụ như nhà thì có 100m2 thì được ở trên cái quyền sử dụng đất là 100m2. Tuy nhiên thì trong cái di chúc này thì ông cái người để lại di sản này, ông đã có cái nội dung là để lại một cái căn nhà chữ đinh lợp ngói, một cái tủ thờ, một tủ đứng, một cái chân đèn, một cái xe bò, một chiếc xe Honda và trâu. Vậy đó quý vị và các bạn. Chỉ nói về cái động sản và cái tài sản trên đất mà thôi. Thì theo quan điểm của cá nhân của luật sư thì tôi là sẽ phân nó thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất rằng là do cái ý chí của ông. Ông cho rằng là nhà thì xây ở trên cái quyền sử dụng đất. Cho nên ông mặc nhiên ông công nhận cái quyền sử dụng đất cho luôn gắn liền với cái nhà. Và như vậy thì nếu trong trường hợp như vậy thì cái người con mà được chỉ định trong di chúc đó, họ sẽ được hưởng luôn cả quyền sử dụng đất và căn nhà ở phía trên luôn. Gồm có cả nhà và đất và động sản, gồm xe bò, gồm tủ đứng, gồm những cái thứ mà ông đã liệt kê trong tờ di chúc. Đó là cái quan điểm mà theo ý chí tôi ở đây, tôi cũng không rõ ý chí của ông là nhà gắn liền với đất và ông ngầm cho luôn cả cái quyền sử dụng đất liên quan dính với cái căn nhà. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Còn quan điểm thứ hai đó là chỉ là căn nhà. Vậy thì quyền sử dụng đất của ông không đề cập, có nghĩa rằng quyền sử dụng đất này sau khi ông chết đi sẽ được chia cho tất cả các hàng thừa kế. Và cái người con này được định đoạt trong cái di chúc này chỉ được quyền trên cái nhà mà thôi. Tôi nói lại nhé, cái quan điểm thứ hai này ông cho rằng là đất là của chung, tại vì ông có rất là nhiều đất, nguồn gốc đất ông có rất là nhiều đất, thì như vậy ông chỉ cho người con này cái nhà, còn đất thì
bỏ ngỏ. Giống như là bây giờ ông có rất là nhiều tài sản, và tài sản nào đã được định đoạt trong di chúc thì người còn đó được hưởng, còn tài sản nào chưa được định đoạt trong di chúc thì sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tôi nhận một cái lời tư vấn từ cái tờ di chúc, và tôi cũng quan điểm và cũng căn theo quy định của pháp luật. Tại vì mình không sống tại cái thời điểm mà người cha này, cái người lập đại di chúc này, cho nên mình không hiểu ý chí của ông. Rõ ràng trong tờ di chúc này ông chỉ ghi cái gì các bạn biết không? Ông chỉ ghi là nhà chữ đinh, thì cho rằng là chỉ có những cái công trình kiến trúc ở phía trên đất sẽ được chỉ định cho người con. Còn thì cái đất ông không đề cập, có nghĩa là sẽ có quyền chia. Thưa quý vị và các bạn, theo cái quy định của điều 651 quyền của người lập di chúc, thì trong đó có 5 cái nội dung quý vị và các bạn. Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn xem nha. Cái quyền thứ nhất là chỉ định người thừa kế và trút quyền hưởng di sản của người thừa kế. Thứ hai, đó là phân định phần di sản cho từng người thừa kế. Cái thứ ba là dành một phần di sản trong khối di sản để thành di sản thờ cúng. Thứ tư là giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản. Thứ năm là chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản. Thưa quý vị và các bạn, đây là hai cái quan điểm mà nếu quý vị và các bạn cho rằng mình đồng ý với quan điểm thứ nhất của tôi, đó là cái quan điểm là nếu lập di chúc, trên di chúc có căn nhà thì quyền sử dụng đất ở phía dưới cái di chúc cũng vẫn thuộc di sản thừa kế của ông, và ông tặng cho cái người chỉ định trong di chúc. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Cái quan điểm thứ hai rằng, thưa tòa rằng nếu lập di chúc trong đó chỉ ghi nhận rằng cái nhà và động sản, thì những cái nhà và động sản trên đất đó chỉ được chỉ định trong cho người thụ hưởng trong di chúc, còn lại quyền sử dụng đất sẽ được chia cho các đồng thừa kế. Nếu quý vị và các bạn có những cái ý kiến tranh luận nào trái chiều, hay những ý kiến nào quan điểm đồng quan điểm với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta ở cái quan điểm thứ nhất hay quan điểm thứ hai, thì quý vị và các bạn cho tôi cái ý kiến nha. Tại vì đây cũng là một cái vấn đề tương đối khó. Về mặt, tôi xin nói thêm, về mặt di chúc thì tôi cho rằng là hình thức của di chúc là hợp pháp. Nếu các anh chị và thầy cô có những cái, sau khi xem video này thì có những cái cao kiến gì thì hãy cho tôi một cái ý kiến phân tích, để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng có những cái quan điểm rất là rạch ròi ở cái quan điểm đầu tiên hay quan điểm thứ hai. Tôi rất là mong muốn sự phản hồi của từng quý vị và các bạn trong cái mỗi người xem video này. Tôi xin trân trọng cảm ơn.